Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Màn trình diễn xuất thần của Hồ Văn Ý được FIFA ngợi ca. Trang chủ FIFA tiếc nuối cho thủ thành Hồ Văn Ý của tuyển Futsal Việt Nam và Guita của Brazil khi họ đã ở rất gần các bàn thắng. Trang chủ FIFA ca ngợi cả hai người các đền giỏi cả công và thủ. Đêm qua, ngày 16 tháng 9, tại lượt trận thứ hai tại vòng bảng FIFA Futsal World Cup 2021, đội tuyển Phúc San Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 3, 2 trước Panama. Thủ thành Hồ Văn Ý của đội tuyển Phúc San Việt Nam đã có một ngày thi đấu tuyệt vời với nhiều pha cứu thua xuất thần. Theo Hồ Văn Ý tự thống kê, anh đã có 10 lần cản phá các pha dứt điểm của đối phương. Tuy nhiên thực tế thủ môn tuyển Phúc San đã cản bóng tới 15 lần. Không những làm tốt nhiệm vụ trong vai trò của một thủ môn, Hồ Văn Ý còn để lại sự tiếc nuối trong lòng khán giả khi anh có một pha làm bàn. Tuy nhiên trọng tài lại từ chối bàn thắng theo cảm tính. Tình huống diễn ra ở phút 11, Hồ Văn Ý phát bóng mạnh lên từ trong vòng cấm địa của Việt Nam, bóng đập cột dọc trái, xà ngang, rơi xuống chân cột dọc phải bên phải khung thành của tuyển Panama. Sau khi pha bóng kết thúc, ban huấn luyện tuyển San Việt Nam khiếu nại với tổ trọng tài vì cho rằng đã có bàn thắng. Các trọng tài sử dụng công nghệ với video giúp tót để xác định xem bóng đi qua vạch vôi 100% hay chưa. Bóng phải nằm trong khung thành 100% mới được tính là bàn thắng. Các góc quay đều không khẳng định xem liệu bóng đi qua hết vạch vôi hay chưa bởi thanh rằng khung thành che mất một phần góc nhìn cảm nhận cảm quan, trái bóng hoàn toàn nằm trong khung thành, dẫu vậy các trọng tài đã chọn phương án an toàn là không công nhận bàn thắng. Nếu bàn thắng của Hồ Văn Ý được công nhận, tuyển Phút San Việt Nam sẽ nới rộng khoảng cách tỷ số lên 3, một và có lẽ sẽ bớt vất vả hơn trên con đường tới chiến thắng trước Panama. Hồ Văn Ý không thể trở thành thủ môn đầu tiên ghi bàn tại World Cup 2021. Điều đó để lại tiếc nuối cho nhiều người, bao gồm cả Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Trong phần tổng hợp vòng đấu thứ hai diễn ra vào ngày hôm qua, trang chủ fifa viết về sự ấn tượng của các thủ môn trong việc tìm kiếm cơ hội trở thành người ghi bàn trong đó hồ văn ý và guita của bờ gia xin là những nhân vật chính trang chủ fifa có viết các thủ môn hiếm khi cảm nhận được sự phấn khích và niềm vui khi ghi bàn nhưng không có gì có thể ngăn cản họ thử vận may và thứ năm hồ văn ý và guita những tuyến phòng thủ cuối cùng của đội tuyển việt nam và bờ gia xin đã trải qua những cảm xúc đó bàn thắng chỉ cách họ một hoặc hai cm người khác đền đến từ châu á dứt điểm trúng cột dọc rồi bóng chạm xà ngang và sau đó lại dội cột dọc. Vài phút sau đó, Hồ Văn Ý lại có cú sút tương tự. Trong khi đó, thủ thành số 1 của tuyển Bờ Gia Xin đã cố gắng thực hiện một cú sút căng từ giữa sân. Tiếc rằng bóng đập đúng điểm nối xả ngang và cột dọc. Mặc dù thể hiện sức mạnh tấn công tuyệt vời, song hai thủ môn đã không quên nhiệm vụ chính của họ là cản phá các cú sút của đối thủ. Quả thực, cả hai đã có màn trình diễn xuất sắc trước khung thành để giúp đội của họ giành chiến thắng trước Panama và Cộng Hòa Séc. Hạo Minh